là cái ông Hiển, ông Hiệu này, hai anh em ở Mường Khênh đấy, là ngày xưa là đi khai hoang và phục hóa của Mường Khênh này, một người trẻ nhất trong Mường. Xong bắt đầu là có cái một cái năm có nhiều hổ, xong nó bắt cho có bắt bò nhiều quá, xong cả hai ông này mới lên đánh nhau với hổ. Xong là ông ấy mất ở đây. Ông mất ở đây và có cái dấu chân hổ vẫn còn đang ở đây. Dấu tích của hổ, chân hổ đang đây. Đấy, chân hổ được vả vào cái ông hòn đá này. Cho nên bây mình đang có mặt tại lễ hội Đình Khênh ngày đầu tiên. Tí nữa sẽ là màn rước kiệu đón thành hoàng làng. Đây là ngọn núi Phụ Khênh. Bên dưới ngọn núi này có Đình Khênh. Ngôi đình này mới được phục dựng và xây dựng lại. Tuy nhiên vẫn còn hơi nhỏ so với yêu cầu. Hôm nay chủ tế Đình Khênh vẫn là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Minh. Đây là các ông các bác trong nhà đình đang làm cái đây là làm cái gì đấy bác nhỉ? Làm lúa lộc á. Lúa lộc. Lúa lộc. Đây là lúa lộc. Cái lúa này chắc là phải chuẩn bị bao nhiêu ngày mới, bao nhiêu năm mới. Cả một năm trời thì mới có cái này đấy. Trong rất nhiều cái nghi thức lễ hội Đình Khênh thì có một cái nghi thức gọi là phát giống lúa lộc. Đây là những cái lúa nếp nương. Người ta tết lại thành mấy cái bông lúa như này để sau này sẽ buộc một số cái sợi chỉ đỏ, chỉ vàng, chỉ xanh gì đấy để đây chỉ đỏ, chỉ trắng, chỉ vàng đại diện cho ý nghĩa tâm linh. Và sau khi mà tết lại mấy bông lúa như này, người ta sẽ trao cho khách, du khách đến gọi là lúa lộc. Du khách mang về để treo ở vào nhà cầu lộc. Lúa nếp nương này thì một năm người ta chỉ trồng một vụ thôi. Tết những cái bông lúa này lại để sau này phát cho mỗi du khách một mấy cái bông lúa tết lại này để du khách về làm Đề nghị Tuấn Ninh chúng ta làm việc đi. Chào bác. Sắp sửa đến giờ làm việc rồi. Đề nghị Tuấn Ninh chúng ta sẽ đưa các ô tô, bên này thì xe của các du khách thập phương là cái bàn nhạc ra ngoài khỏi sân đi ạ. Ban nhạc lễ nhà đình năm nay có vẻ chuẩn bị rất là chu đáo. Bên này là những nam thanh nữ tú đang chuẩn bị trang phục để đi rước kiệu. Rước kiệu thì có nhiều đội hình. Đội hình này hình như là đội hình này là mang cái giải thổ cẩm đấy. Đội hình này là mình làm cái gì nhỉ? Mang đội thổ cẩm à? Đội cái gì? Đội cầu kiều à? À đội cầu kiều là tức là đội cái thổ cẩm lên đầu ấy. Đây là đi dọc đường. Còn những cái anh áo vàng này thì là sẽ cầm cờ và cầm lọng, ô lọng. Đây là đội cồng chiêng. Đội cồng chiêng là những chị em có tuổi hơn sẽ đi theo đoàn rước kiệu và đánh vừa đi vừa đánh chiêng. Đi vào tấm chiêng.
Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội Bình Khênh, ngày mai sẽ là ngày khai hội. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra nghi thức rước kiệu đón thành hoàng làng, đón vua Mường. Lễ hội Bình Khênh thì có rất là nhiều cái nghi thức. Buổi chiều ngày hôm nay thì là có nghi thức rước mâm cơm trái lúa. Đây là những cái đồ đồng cổ. Xanh bên này cũng là cái xanh cổ ngày xưa. Xanh này có bốn tai. Ở trong không gian chính của đình hiện nay thì đang đặt một cái trống đồng. Đây là trống đồng thật. Trong ngày hôm nay, ngày mai khai hội thì trống đồng này sẽ được đặt ra ngoài sân để đánh khai hội. Bên này thì là cái đồ của thầy chủ tế. Có một cái lá kia thì người ta làm dùng để mát vắt, có bát nước rồi cái bó lá kia người ta sẽ vắt nước lên để mát, làm mát. Đây là cái giống lúa lộc. Khi mà thầy làm lễ thì thầy sẽ phát giống lúa này cho chúng khách. Bác giám thị đề nghị các xe máy trước của nhà mình chúng ta di chuyển xuống chỗ làm thực nghiệm đi. Nhớ để xe bạn. Ngay gần cạnh đình này thì có một cái chuẩn bị một cái nghi lễ gọi là nghi lễ cầu chim, tức là cầu cho mùa màng bội thu. Ở trong cái lồng này người ta sẽ để những con chim ở trong lồng này. Và sau khi thầy chủ tế làm lễ thì chim sẽ được thả ra gần như một cái hình thức cầu hòa bình ấy. Nhưng mà đây thì lại nghi thức cầu chim này lại có ý nghĩa khác, ý nghĩa cầu mùa, cầu cho mùa màng chim chóc bảo vệ bắt sâu bọ để mùa màng được tốt tươi bội thu. Bên ngay bên đằng sau ngôi đình là cái quả núi Cụ Khênh rất là sừng sững. Bên trên này có rất là nhiều hang động. Hôm nay thời tiết nắng đẹp. Đến giờ đã gần 8 giờ rồi nhưng lượng du khách thì chưa đông mấy so với mọi năm. Tuy nhiên lúc nãy nghe một bác bảo là tối hôm qua thì có khá là đông người đã đến Đình Khênh để thắp hương cầu lộc cầu tài và đến để trải nghiệm những cái gian hàng ẩm thực. Năm nay Đình Khênh thì đã có sự đổi mới. Đây đã được lắp cái téc nước để mà sinh hoạt ngay tại nhà đình. Bên dưới này là cái bàn nhà bếp đang chuẩn bị cái đồ nghi lễ để đồ lễ để cúng. Cái này thịt để cúng à các bác? Cái này thịt để cúng à? Thịt phục vụ nhà đình. À, không phải đồ cúng đâu. Không thử đi cho. Đây. Ôi vặt gà, vặt gà. Ngon không? Vặt gà này quá sạch. Vặt gà quá sạch. Thế là đầy đồ cúng hay là đồ này mình ăn ạ? Đồ cúng là đồ trâu ấy. À đồ đây là đồ ăn thôi, đây là phục vụ nhà đình thôi. Đồ ăn phục vụ nhà đình. À. Thế bà vào cái kia là vào giờ bếp đấy.
À, bà áo xanh này chuẩn bếp. Đây là món chân trâu luộc. Tôi bắt xem có quay rồi, vớt cho mà xem này. Vâng, bác vớt cho xem có ngon không? Mời anh em nhá. 500 anh em xem món chân trâu luộc. Đây, chân trâu luộc đây. Luộc xong rồi làm gì bác? Lọc chung là nấu luộc. Bác gọi là nấu luộc. À, tức là đây là mình phục vụ cho nhà đình thôi đúng không? Không, không phải là đồ lễ. 500 anh em nhá. Ngon quá. Bàn phục vụ ở ngay đằng sau đình. Bác có quả chu hào to thế. Đây còn rất là nhiều gà đang nhốt ở đây để chuẩn bị thịt. Đây là hai cái bình chùm rượu cần. Khi đốc kiệu là sẽ có người khênh cái chùm rượu này. Cái chiêng này khá lớn. Đây là chiêng của gia đình nghệ nhân Bùi Văn Minh, nghệ nhân Mo Mường. Đây người ta gọi là cái bồn đạp lúa. Ngày xưa người ta cho lúa vào đây, người ta lấy chân người ta nhồi, người ta đạp thì nó tách lúa ra khỏi cái bông lúa. Và người ta dùng cái này, người ta làm cái nghi thức gọi là nghi thức đâm đuống. Người ta sẽ dùng cái cây này, người ta gõ đuống, có ý nghĩa là đuổi gió bão. Đội hình YouTuber đang bắt đầu vào màn hình. Đã đến giờ chuẩn bị làm lễ cúng để đi rước Thành Hoàng làng về đình. Thành Hoàng được thờ cái miếu cách đây khoảng tầm 2 cây số. Tí nữa một cái chặng đường đi rước Thành Hoàng cũng rất là xa. Đây, bên trong đình thầy trực tế Bùi Văn Minh đang chuẩn bị trang phục để đi rước Thành Hoàng. Đây là thầy trực tế Bùi Văn Minh đang chuẩn bị trang phục để khấn lễ chuẩn bị đi lập kiệu. Thầy đi thì phải mang theo cái kiếm. Thank you.
Trước sân nhà đình thì các đội nghi thức đang chuẩn bị, ban tổ chức đang nhắc nhở thứ tự các đoàn đi cho đúng đường. Cộng đồng này rất là nhiều hoa văn đẹp. Đằng trước chống tiếng nha, đằng trước chống to nha. Thầy đang xin thì trước khi đi thức kiệu sẽ phải khấn. Khấn để xin làm cái đức thành bản của mình. Vậy đã khấn xong và bây giờ đã đến lúc thầy lên đường đi thức kiệu. Đến giờ rồi. Giờ đến nghi lễ đánh chiêng. Giờ đã rất là đông bà con dân đến lễ hội đình khinh. Đây người ta gọi là đoàn cầu kiều, cái tấm thổ cẩm độc đội trên đầu. Trước là đoàn nhạc lễ. Rồi.
trong này thấy có những cái cây buộc giải vải đỏ vải vàng, đấy người ta gọi là cây nêu. Mấy con cũng thấy nè. Sau hồi trống dọc lên thì đoàn đi rước kiệu thì mới bắt đầu di chuyển. Khán giả đứng hai bên đường để xem đoàn rước kiệu. Đi đầu đoàn rước kiệu là cái đội hình cầm cờ. Tiếp theo là cái đội hình người ta mang những cái cây. Cái cây này thực ra mình không hiểu người ta gọi là cái gì. Và đằng chốt mình thấy có những cái nêu của người Mường buộc vải đỏ, vải vàng. Đây, thủ tô đâu đây? Lấy nhiều à? Trên đường đi rước kiệu thấy có một cái bộ da cá sấu cực khủng. Không biết là cái này sẽ ra thật đấy. Bên ngoài phía cổng đình bây giờ đã dần dần đông du khách. Khênh thì có rất là nhiều những cái món ẩm thực, có thể nói đây là một trong những cái lễ hội mà độc đáo nhất của người Mường và có thể sánh ngang cùng lễ hội Mường Bi nếu mà nói về những cái món ẩm thực. Bên cạnh đây là cái núi Cụ Khênh.
ngọn trong một trong những ngọn núi linh thiêng của đất Mường. Dược kiệu có lẽ đây là một cái lễ hội mà có cái chặng đường đi dược kiệu dài nhất, xa nhất. Đi nữa đoàn sẽ phải đi tít ở cái quả núi bên kia, cái trong mặt nhìn thấy. Đoàn du khách đang bắt đầu đổ về Đình Khênh một lúc mùa đông. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Ngày mai mới là ngày chính thức. Để nói đối với lễ hội Đình Khênh thì có rất là nhiều cái đặc biệt. Đặc biệt là những cái nghi thức, nghi lễ ở trong lễ hội. Nó mang đậm cái dấu ấn bản sắc dân tộc Mường mà ít chỗ nào, ít cái lễ hội nào có được. Chi tiết về những cái nghi thức thì quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ở trên kênh Người Mường TV2. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ những cái quá trình tổ chức lễ hội. Ông ơi, ông cho biết hôm nay là mình đi rước kiệu này thì đi đến xa và đi đến chỗ nào ạ? Vâng, đi đến trên đồi thờ, vòng xuống Mai Khổ, cho nên là đi rước cái kiệu về nhà đình. Đồi thờ là nó ở xóm nào đấy ạ? Nó ở trên xóm Đồi Thiển. Trên đấy là người ta thờ cái gì trên đấy ạ? Trên đấy là thờ Thành Hoàng. Ông có biết cái nguồn gốc của cái Thành Hoàng ở trên đất mình là nó như nào không? Nguồn Thành Hoàng của Nguyễn Đình là từ hội cho các cụ, đấy là đất để Thành Hoàng ở trên đồi thờ đấy, là từ thời trước đến bây giờ. Là có biết tên tuổi của ông ấy mà. Và các cụ cũng nói truyền lại mà không nhớ là tên. Giữa đường vào. Bây giờ mình lên trên đấy có xa không nhỉ? Lên ông đã đủ khoảng 500 mét. Từ gia đình lên trên kia là khoảng bao nhiêu cây ạ? 2 cây. Đúng, cũng được 2 cây. Ở trên đấy có miếu thờ không? Trên đó vẫn có miếu thờ đấy, và có đựng đá và có cả nốt chơi chân của con hổ đấy. Biết chân con hổ nó in vào đá hả? Vâng. Trên kia người ta có phải làm cái lễ gì không ạ? Trên có cũng phải có coi như kiểu lên đến đây cũng phải làm lễ đấy. Theo như cụ lúc nãy nói thì là ở trên cái miếu thờ tít ngọn núi bên kia, cái quả đồi bên kia thì là có một cái miếu thờ Thành Hoàng làng, và trên đấy có một cái chứng tích, gọi là chứng tích về cái dấu chân hổ liên quan đến cái cuộc sống của cái Thành Hoàng làng đất Mường Khênh. Đoàn đi từ phía trong mới đi ra, và đây là cái quả núi Phụ Khênh, quả núi rất là nổi tiếng ở đất Mường, là một trong những cái quả núi thiêng. Trong rất là nhiều cái lễ hội mà có lẽ đây là một cái lễ hội mà tổ chức đi rước kiệu với cái quãng đường xa nhất mà mình được
thấy với khoảng cách khoảng tầm từ nhà đình đến cái miếu thờ khoảng tầm 2 km. Dọc đường có một số bà con đứng để xem đoàn rước kiệu. Có lẽ đẹp nhất trong cái đội rước kiệu thì là cái đội cầu kiều, đây người ta gọi là đội cầu kiều. Hai ông chủ bờ này rất nhiệt tình. Đội cầu kiều là cái đội dùng cái tấm vải, tấm thổ cẩm trong quá trình di chuyển đến miếu thờ thì người ta sẽ đội cái tấm thổ cẩm lên đầu. Mặt là cái núi đồi thờ và chúng ta sẽ phải di chuyển lên đấy. Trên đường đi rước kiệu thì thấy có rất là nhiều những cái khóm hoa ven đường, ở trong đấy có cả những cái bông hoa trồng hoặc bông cải ở ngay dưới ruộng. Xuân nên là bà con cũng bắt đầu thu hoạch các loại cây trồng. Sắp đến chân núi đồi thờ.
Đây đoàn được kiểu có vẻ cũng ít hơn so với năm ngoái. Bà con đang bước vào vụ xuân nên là xung quanh gần dọc đường này thì có những cái khóm mạ rất là đẹp. Bây giờ đội rước kiều đã phải đổi người. Mệt quá đã phải đổi người. Giờ đoàn ở rước kiệu đã bắt đầu đi lên dốc. Dốc này cũng khá là cao. Kiểu đúng chưa nhỉ? Dốc này là khá là cao. Hai cô bé này nặng quá không thể bê được nữa rồi. Lúc này khá cao khá dài. Anh kia lên cho má chứ. Không thử được mà đánh cái này vào đi. Đội trưởng này không thể đánh được nữa. Thở ra lỗ tai. Hay là cứ cố đánh nhỉ? Giờ này là không đánh cho anh ạ. Bắt khi nó mềm con đi nhặt đúng. Em mềm anh phải cứ cạnh. Dốc này chắc phải tầm 200 mét. Để hơn 200 mét đấy chứ nhỉ? Hơn đấy ạ. Cứ giờ cứ mạnh dạn lên. Năm khác một lần đấy, năm nay là đỡ. Đoàn tấu nhạc cũng tịt luôn rồi. Cuối cùng cũng đã sắp đến chỗ bằng phẳng. Mấy chị này đòi ngồi rồi không muốn đi nữa. Bên cạnh này có những cái lộc cây này rất là đẹp. Đây gọi là lá châu. Lá này kẹp ăn với thịt chua cực ngon. Cuối cùng đã đến nơi. Đã đến chỗ bằng phẳng. Và đi một đoạn nữa sẽ đến miếu thờ. Hai đoàn đã rời xa nhau một khoảng cách rất là xa rồi. Đoàn cầu kiều với đoàn cờ trượng thì đã đi trước khá xa rồi. Quay lại đằng sau thì là đoàn đưa kiệu và đoàn cổng chiêng. Để
giá. Một đoạn nữa thôi là sẽ đến nơi. Phía trước chúng ta là cái bãi bằng phẳng kia, là cái chỗ có ngôi miếu. Máy bay không người lái bắt đầu hoạt động. Như vậy là đã đến miếu. Đằng trước chúng ta là cái miếu thờ Thành Hoàng Lạc. Chân hổ trên hòn đá và chính nó đang ở đây. Đây, cái này được coi là cái dấu chân hổ. Dấu chân hổ đây. Đây cái hòn đá ở ngay trước miếu thờ. Ngày xưa kể rằng ông Thành Hoàng Làng ở đây là vật nhau với hổ, là hổ vô vào cả hòn đá kia để là cái dấu chân ở đấy, là ông Thành Hoàng chiến đấu với hổ và khi con hổ chết thì ông Thành Hoàng thì cũng chết. Để cho nổ nhá. Đây là một cái miếu nhỏ thuộc hệ thống Đình Khênh. Đây là cái tổ khảo đấy không? Thấy không? Thấy đấy chú. Ngày xưa là cái ông Hiển, ông Hiệu này, hai anh em ở Mường Khênh đấy, là ngày xưa là đi khai hoang và phục hóa của Mường Khênh này, một người trẻ nhất trong Mường. Xong bắt đầu là có cái một cái năm có nhiều hổ, xong nó bắt cho có bắt bò nhiều quá, xong hai ông này mới lên đánh nhau với hổ. Xong là ông ấy mất ở đây. Ông mất ở đây và có cái dấu chân hổ vẫn còn đang ở đây. Dấu tích của hổ, chân hổ đang đây. Đấy, chân hổ được vả vào cái ông của hòn đá này. Cho nên bây giờ tích của ông Hiển, ông Hiệu này là người ta để là Thành Hoàng của Mường Khênh. Cho nên là ông này là người vừa đi mang dân đi phở ruộng khai phá ra trong cái Mường Khênh này, và hai nữa là để bảo vệ cho dân Mường, là hai anh em nhà này là đánh nhau với hổ, là ông Hiển là mất ở chỗ này. À, ông Hiệu mất ở chỗ này. Còn ông Hiển là ở dưới cái đền chiều nay mình xuống để róc con cơm trái lúa ấy. Ngày xưa là có cái đụn lúa ở dưới đấy. Đụn lúa ở dưới đấy, đụn lúa của Mường là để ở dưới cái đền chiều nay mà đi rước ấy, là xuống đấy để mình dượn được xin bông cơm trái lúa của các ngài về đền để mai để phát lộc cho người dân. Còn hôm nay là mình lên buổi sáng lên đón đây là em trai ở đây, nhưng mà vẫn hai anh em vẫn ở cùng nhà thôi, nhưng mà có nghĩa là anh này là mất, em trai này ông Hiệu là mất ở đây. Đánh nhau với hổ là còn di tích, nó còn để lại cái dấu tích thả bằng cái đá có dấu chân hổ đây. Cho nên là người Mường Khênh là lập cái miếu này để thờ hai ông này. Đây. Còn tí nữa là chiều là mình đi dón bông cơm trái lúa, là ngày xưa là ở dưới là đụn lúa. Nó để là làng Kliel ngày xưa chỗ đấy. Là làng Kliel là sẽ có một cái đụn lúa của người Mường để đấy. Tất cả dân Mường tập trung về đấy. Vì ngày xưa nó không đông người. Ít người là lúa người ta làm cái đụn lúa.
Đến chiều nay mình sẽ xuống đây đón cái đụn lúa về nữa, là xin giống lúa về nữa. Đây còn cái này là giao khả tích khả, là cái này là dấu chân hổ còn nguyên bản đây, nhưng mà nó bây giờ ngày nó cũng mờ mờ đi. Vâng, đây là một cái tích khả rất là có ý nghĩa với lễ hội Đình Khênh. Nói về những cái tích khả đây thì có thầy chủ tế ở đây mới là cái người hiểu rõ nhất. Như mình thì cũng chỉ nắm sơ qua một tí thôi. Và cái chân hổ nó chỉ thế này, nó không bao giờ có vuốt. Chân hổ nó không, nó bước không có vuốt bao giờ đâu. Nó vuốt vuốt bóp thì chân mèo như vậy này. Nó không có vuốt đâu. Hai cái đứng trước của nó, hai cái điểm trước của nó. Hiểu biết về cái sự tích ở đây thì mình là người không phải người bản địa ở đây, cho nên là mình không thể hiểu sâu hơn. Trong quá trình bình luận này nếu mà có gì nó không đúng thì quý vị hết sức thông cảm. Sau khi đoàn rước kiệu lên đến đây thì thầy chủ tế khấn cúng, và sau khi cúng xong thì người ta lại rước kiệu về, coi như là rước thành hoàng làng về, tức là rước về chỗ Đình Khênh để cùng chơi hội. Ông lá chân ông, chân ông lá cái hồ để ông vào với anh. Thế bây giờ là thầy đang khấn để mời thành hoàng làng về chỗ Đình Khênh để dự hội. Và sau khi khấn xong thì cái đoàn rước kiệu lại dốc quay về trở về đình. Và đến buổi chiều nay thì cái đoàn rước kiệu lại tiếp tục cái chương trình đi rước mâm cơm cháy lúa. Đối với thành hoàng Đình Khênh thì được coi là có hai người là ông Hiển và ông Hiệu. Ở đây miếu thờ này là thờ ông Hiệu, tức là em của ông Hiển. Còn ông Hiển thì là ở một cái miếu thờ khác, gọi là chỗ đấy có cái đụn lúa, gọi là bông cơm trái lúa ở đấy. Hôm nay có cả du khách nước ngoài nhá. Hello các bác. Đấy. Mình không biết nói tiếng Anh nên không biết hỏi cái gì, chỉ hello. Thank you. Đấy, có cả người nước ngoài đến để xem cái lễ hội Đình Khênh. Có thể nói lễ hội Đình Khênh là một trong những cái lễ hội rất là nhiều cái nghi thức, và cũng có lẽ là nhiều nghi thức nhất trong các lễ hội ở khu vực. Và trong đấy thì có nhiều cái nghi thức mà không thể có ở các lễ hội khác, mà chỉ có riêng ở lễ hội Đình Khênh. Quay về đây cho nào, quạt tay quay về đây tí cho nào. Đây là đoàn đội cầu kiều, người nào cũng đổ mồ hôi rồi, quạt phải phẩy bằng tay rồi. Ngày xưa có lẽ đây là một cái khu vực rất là hoang vu, nhiều cây cối rậm rạp, cho nên là cái điển tích mà có con hổ mà vật nhau với người ở đây là có lẽ là cũng có cái lý do, và có lẽ là cũng là cái sự thật. Và ngày nay qua quá trình rất là lâu năm lâu đời, người ta chuyển thành một cái câu chuyện. Mấy cô bé này dùng lá keo để quạt rồi. Lúc đi quên mang quạt nữa, mà có quạt thì không cầm được. Trên này có một cái YouTuber đang cua gái rồi. Đây, kênh này thì miền Tây Bắc, cửa ngõ Tây Bắc là chuyên quay gái đẹp. Các chị cổng chiêng này đến giờ là thấy tươi rồi, chị nào cũng xinh cũng đẹp. Năm ngoái bảo là chưa trồng, năm nay thì chắc là cũng sắp có nửa rồi, năm nay có nửa trồng rồi.
chưa có chồng với con đây là cái hòn đá của huyện Cần Hổ và được bà con nhân dân rất là tôn thờ, thắp hương và đặt lễ đặt tiền. Sau khi mà thầy cúng xong ở trong miếu thì đoàn là rước kiệu sẽ rước cái kiệu này về cùng với cả bát hương. Đây là văn khấn mời thành hoàng về đình khinh. Thầy dùng hương để mà mời thành hoàng về. Như vậy là đã khấn xong. Và bây giờ đoàn rước kiệu sẽ tiến hành rước về đình khinh. Buổi sáng nay thì lễ hội đình khinh chỉ diễn ra cái nghi thức rước thành hoàng làng này là quan trọng nhất, còn lại là buổi chiều lại tiếp tục cái nghi thức rước bông cơm trái lúa, lại cũng đoàn rước kiệu này sẽ đi đến một cái miếu thờ ông Hiển là anh trai của ông Kiệu, là cái thành hoàng ở đây. Đằng trước cái miếu này có một cái cây chuối đang mọc lên rất là tốt. Như vậy là đoàn cầm trượng và cầm kiều đã bắt đầu vào hàng để bắt bảo lên trên này đi rước thành hoàng về đình khinh. Phía trước của chúng ta là núi Cụ Khinh và đoàn rước kiệu đang đi đằng sau. Bây giờ là rước về. Lúc nãy là đi đón, bây giờ thì rước về. Năm nay thì thời tiết nắng, không mưa như mọi năm. Như năm ngoái thì hơi mưa phùn, thì đường đi lại nó hơi khó khăn một tí. Nhưng hôm nay được, năm nay được cái là trời nắng quang và thời tiết thì hơi nóng một tí, nhưng mà cũng rất là phù hợp. Phía đằng trên kia người ta gọi là đồi mòi. Đồi mòi cũng có một cái lịch sử trong kháng chiến và có một cái bài hát nhắc đến đồi mòi. Bài tấu nhạc mà quý vị đang nghe thì người ta gọi là bài đi đàng, hay là còn gọi là bài trèo quân lộn chúa. Hai bài này người ta có thể tấu lẫn lộn với nhau. Bây giờ là bài đi đàng. Đoàn này đang chuẩn bị xuống dốc. Bây giờ lại là hành trình xuống dốc. Dốc này khá dựng đứng. Hơi bị dốc.
cái đoàn cầu kiều này cứ phải đội suốt như này từ lúc đi cho lúc về, người ta cứ phải đội cái tấm thổ cẩm lên đầu. Và cái tấm thổ cẩm này cũng có mặt ở trong một cái nghi thức gọi là kéo đình. Người ta sẽ dùng cái người và cái tấm thổ cẩm đội đầu này, người ta xếp thành cái hàng chữ bình yên thiên bảo. Đấy là chữ quốc ngữ, và cũng là có lẽ là cái chữ đấy được dùng vào cái chữ quốc ngữ đầu tiên để trong một cái lễ hội truyền thống của dân tộc Mường. Còn những cái lễ hội bình thường thì hầu như người ta toàn dùng bằng chữ Hán. Đội hình cầu kiều là những cô gái còn tinh tiết được lựa chọn mỗi xóm một người ở trong xã. Bây giờ đã xuống đến chân dốc và đoàn cầu kiều đã bỏ lại cái đoàn dốc kiều hơi bị xa rồi. Đoàn cầu kiều này hơi nóng vội rồi, bỏ lại đoàn dốc kiều hơi bị xa. Đoàn ban nhạc cũng bỏ lại phía sau cái đoàn dốc kiều, đoàn khênh kiều. Chúng đến chân núi đó. Ngọn núi Khu Khanh đã hiện ra trước mắt. Trên đường đi rước kiệu chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thổ mạ rất là tốt như này. Hôm nay cũng báo hiệu một cái vụ chắc là thắng lớn. Và bên cạnh đấy là những cái ruộng cải và ruộng ngô. Bao nhiêu lần đoàn cầu kiều này có lẽ là thuộc từng khuôn mặt, khán giả thuộc từng khuôn mặt. Hai anh phải lấy cam khéo va vào nhau nhá. Đấy. Ông kia liệng kinh quá. Ông kia liệng kinh quá. Con drone này. Thank you.
kênh càng lúc càng nhận ra gần. Như vậy là đoàn bước kiệu về đang sắp đến nơi. Đường thì cái đội đánh trống này thì là sẽ dùng trống lên đánh dồn, trống sẽ được dồn lên. Đây cũng là một cái cách đánh trống của người Mường. Tiết đường cuối cùng anh Tây vẫn còn theo đéo đéo đoàn đi rất kiểu từ trên núi xuống đây. Các cô đánh chân này có đánh trúng núm chân nữa đâu, đánh toàn đánh vào vành nhé, không đánh trúng núm chân nữa. Lần này đã đánh trúng rồi. Lần trước cứ đánh vào vành chương, không đánh trúng đúng chương. Bài tấu chương này cũng là bài đi đường luôn nha các bạn nhé. Cò ke ống sáo cũng là bài đi đường và tấu chương này cũng là bài đi đường. Bài đi đường người ta có cách đánh riêng. Đoàn đã bắt đầu tiến vào chân núi Phụ Khánh. Như vậy là cái hành trình đi rước thầy Hoàng Làng đã sắp hoàn tất. Chỗ đỉnh khênh người ta thờ thầy Hoàng Làng, lại thờ ông Phù bà Phù. Trọng Tín và Triệu Ân, đấy là những cái nhân vật thờ tự tại đỉnh khênh, và cũng còn thờ thêm một số vị nữa. Cây đào này rất đẹp. Đoàn rất kiệu càng vào đến gần chân núi Phụ Khánh và sắp đến đỉnh Khánh. Như đã nói với mọi người thì lễ hội đình khênh thì có rất là nhiều những cái món ăn đặc sản dân tộc. Thì mình sẽ có những cái video riêng về những cái đặc sản. Rất là đông khán giả đứng xung quanh đường để đón đoàn rất kiệu về. Thank you.
đoàn đã đi gần đến nhà đình. Và này là gánh sức rong đấy, ông này đang làm sức này đấy, kẹp cổ đeo chai này. Hai vợ chồng nhà này là gánh sức rong. Xung quanh hai bên đường toàn thấy thịt trâu, thịt bò, thịt ngựa, với lại cá, với lại con bắt đầu vào sâu trong lễ hội thì đã có rất là đông người. Đây là lợn cắm nách à? Cắm nách à? Chơi à? Bắt lợn con này. Ôi, con này cho ăn được, về mình nuôi. Như vậy đoàn Đức Kiệu đã bắt đầu đi đến sân nhà đình. Đây là đoàn cờ cây nêu đi trước, và đến đoàn trống và sáo nhi, sau đó là đến đoàn rước cầu kiều. Bây giờ lễ hội đình thanh đã bắt đầu đông người. Đây, và chiếc kiệu đã bắt đầu được khênh vào. Chiếc kiệu sau khi rước về sẽ được đặt ở ngay giữa ngoài sân đình. Và thầy chủ tế lại tiếp tục khấn. Là đến lúc làm hát du khách có hay là làm lễ nghi lễ? Đây là hôm nay mới là ngày đầu tiên nhưng mà lễ hội đình thanh cũng đã bắt đầu đông người. Có lẽ là ngày mai về chính thức thì mới lễ hội thì mới đông hơn. Đây là đội cầu kiều đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Sau một quãng đường 2 cây số quay đi quay lại là thành 4 cây số. 4 cây số nhưng mà nhìn bé nào vẫn còn tươi, chưa đổ mồ hôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cá cùng hai tuần cai có cai tao cao lan về mai của cụ giáo lại hầu hầu lấy vua lấy cho tình mang cùng. Sau khi mà rước kiệu về đến nhà đình thì thầy là tiếp tục làm cái lễ khấn. Bên ngoài nhà đình thì các chị em đang tết cái lúa lộc. Đây là năm đầu tiên em được tham gia lễ hội. À, đây là em gái năm đầu tiên được tham gia lễ hội làm lúa lộc à? Thường là năm ngoái cũng làm đấy chứ. Thì đình Khênh đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Quan của phòng giáo viên tình thương ăn tươi cùng góp hành trình.